Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách là để cho cái máy Airborne quạch non làm tự biết mổ cám ăn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thường thì nuôi chim non như vậy thì ai cũng thích, nhưng mà có cái là đút hoài rồi nó không có chịu mổ ăn anh em. Cứ để cám ngay trước mặt nó cũng không mổ nữa. Nhưng mà thường người theo ở ngoài tự nhiên á, thì từ lúc đẻ cho lúc chim mẹ nó đuổi đi để tự lập á, thì theo mình nghĩ chừng từ lúc nở ra cho lúc tới bị đuổi đi chừng tháng trở lại hả. Nhưng mà thực tế mình nuôi, mình bắt về mình nuôi rất là lâu, mình nuôi nhiều ổ rồi anh em. Còn quạch trắng hoặc còn vàng gì như vậy nó cứ đòi ăn miết, đòi ăn mà mình phải nói là rất là lâu rồi nó cũng không có chịu ăn nữa. Gần đây mình tìm được cái cách vào cám nó cũng nhanh lẹ, thì cũng không khó gì hết. Nó cũng giống như là mình nghĩ nó là chim bổi đi nè, mình đừng nghĩ nó là chim con, mình sẽ rất là khó vô cám. Thì mình cũng dùng chuối gì nè, chuối gì cái mà đầu tiên là mình thấy nó nhảy nhót mạnh khỏe thì mình cứ máng chuối vào đây, máng chuối vào lòng. Chim mình thì là biết ăn chuối rồi nha nè, mà máng chuối vào lòng mình cho ăn, mình cho nó ăn, nó biết tự ăn chuối rồi á thì anh em cũng khỏe nữa. Lỡ mình có đi đâu mình máng cái chuối lên đó thì nó coi như là nó không chết, nó tự ăn tự sống được. Rồi khi thấy nó ăn chuối rành rồi á, thì anh em một hai ngày hôm sau thì anh em cứ mạnh dạn nè, lột miếng chuối này ra, dùng miếng chuối này chúng ta bỏ vô. Đây là cách truyền thống thôi, nhưng mà nào giờ mình chỉ áp dụng chim bổi chim non, mình không áp dụng cho nên mình khó vào cám. Rồi mình dùng miếng chuối mình bỏ vô cái cống cám đó nè, để miếng chuối lên cống cám cho nó ăn chuối vậy thôi. Rồi khi mình rải cám vô lên trên mặt chuối vậy đó, khi nó ăn chuối được là tức là nó đã biết tự mổ ăn chuối trong cám rồi, trong cống rồi á, thì mai mốt hết chuối rồi nó sẽ như vậy anh em, nó sẽ tự mổ cám ăn thôi. Nói thật với anh em là mình ở trong cái giai đoạn của hai em này là trong giai đoạn là bỏ chuối vào cám cho ăn, chứ chưa có tự biết ăn cám. Mình cứ bỏ cám hộp, không cần bằng cần phải cám ướt nha anh em. Rồi vậy giờ nó sẽ ăn thôi. Hiện giờ là hai em của mình là mình sẽ hạn chế đút tối đa, nó đòi ăn rất dữ dội anh em thấy không, nhưng mà mình hạn chế, mình đút mình không có đút, mình cứ để chuối ở đây. Tại có mình nó đòi đó, không có mình nhảy xuống nó ăn hà. Chứ còn anh em đút thì nó cứ hả họng nó ăn, nó sẽ không bao giờ từ chối mà mình đút đâu. Anh em thấy là nó đút nó ăn rất là dữ. Mình dẫm thì mình đút để tạo cái mối quan hệ thân thiết giữa chủ với chim để nó không bị nhát cười nè. Còn mình cứ tập cám theo cách này thì mình thấy cũng hay. Là mình tập cái cám theo chuối này mới có 2 ngày à. Mình thấy nó biết cắm đầu vô trong cống cám, nó mổ chuối nó ăn nè. Thành ra mình thấy cũng yên tâm, mình biết là chắc ăn là nó sẽ biết ăn cám trong nay mai. Cho nên là hôm nay làm cái clip chia sẻ với anh em, tại có một vài anh em hỏi mình làm cách nào để mà vô cám cho nó tự ăn cám lẹ, chứ mình không ở không mà đút nó hoài như vậy là rất là phiền phức. Mặc dù nuôi thì mình thích thiệt, nhưng mà đút hoài như vậy là phiền dữ lắm. Thì hy vọng là cách này sẽ giúp được anh em. Đây là cái cách của mình thôi anh em, đây là cách của mình chỉ chia sẻ thôi. Anh em nào cần thì hoặc là nằm trong hoàn cảnh thì có thể áp dụng. Chào tạm biệt anh em, hôm nay mình chỉ chia sẻ một cái vấn đề nhỏ như vậy thôi. Chúc toàn thể anh em chúng ta đều vui khỏe trong cái mùa dịch, đại dịch Covid này, để những người đam mê chim như anh em mình là còn ngày càng thành đạt và phát triển hơn. Tạm biệt anh em. Giờ mình sẽ đem nó ra ngoài để phơi nắng thôi, nó sẽ tự ăn. Thank you.